Yên bình nhá. Yên bình đưa vào đầu sơ cấp của Việt Nam này, đầu ra Việt Nam này, ra Việt Nam thì đầu ra N, đầu vào chân giữa, nó vào chân giữa của Việt Nam, còn L, L lại tiếp tục chỉnh đi một lần nữa. Hai đầu dương như lại đưa qua hai con dây này. Đưa về mặt mặt D của cực D của cái mạch mạch câu H nữa. Để băm ra cái điện áp 50 hạt. Đâu ra đây. Đâu ra L đây.